Alo. Ừ. Chồng ơi, chồng có thấy sợi dây chuyền kỷ niệm ngày cưới của mình không? Anh không thấy, em để tìm kỹ lại xem. Dạ. Mẹ ơi, mẹ có thấy sợi dây chuyền kỷ niệm ngày cưới của con với Đạt không? Dây chuyền gì? Mẹ đâu có biết đâu. Thôi, bố mày lạnh quá, mẹ đi vô. Rõ ràng là mẹ đang đeo sợi dây chuyền của mình mà. Ủa? Cái sợi dây chuyền này nó đẹp hơn cái sợi mình đang đeo hả? Ở đâu ra vậy ta? Là con mua tặng mẹ đó ạ. À. Vậy hả con? Cái sợi dây chuyền này của con phải không? Dạ đúng rồi ạ. Hồi nãy mày lụm dưới không? Dạ. Mày trả lại cho con nè. Dạ, con cảm ơn mẹ. Là con dâu cần phải khéo léo.